Thôi đấy em cái loại này được. Lấy cho em một cái phích nữa nhá. Phích, vâng, phích đun nước ấy. Phích đựng nước ấy. À đây đây đây, phích đây. Phích này 100 à? 150.000 với 100 này là 250 à? Đây là số tiền của anh Vũ Mạnh Cường nhá. Anh ở Bình Dương, anh có gửi cho mình 500.000 để hôm nay mình mua những cái đồ dùng với lại thức ăn lên cho ông cụ nhá. Thì mua cái giá để bát này là 150.000 này. Vậy tí mình mua một cái xích nước lên cho ông để ông đựng nước nóng. Anh Quân ơi, lấy cho em 10 hộp cá này. Cái này anh vừa hết rồi, nó chưa trả hàng đấy. À hết rồi. Trả hàng cho anh. Chắc là thế tí thì em đi ra mua ở ngoài kia được không? Ok. Cái tưởng anh có nhiều thì mua 10 hộp này. Vừa hết không? Cái này để trước xe được không nhỉ? Thoải mái mà. Được luôn. Ok. Đấy lấy với một cái phích nước nữa anh nhá. Anh trèo lên tận đây à? À phích à? Đấy lấy cả hộp cho em. Không tí sợ đi đường nó lại. Cảm ơn anh ạ. Mua phích nước vào cho ông cụ nhá. Để okay, kìa. Vâng, ông Báo đây anh. À. Anh có xem không nhỉ? Có chứ. Đợt trước anh chở hàng cho chú đây. À ừ. Cái đợt anh còn cho em mượn xe chở giường lên cho ông ấy nhỉ. Đấy, mua phích nước lên cho ông Báo. Để buổi sáng ông đun là ông cho vào phích này là ông không phải đun nhiều lần. Đấy, rất tiện luôn. Tổng bao tiền anh Quân? 250 à? Đúng rồi, 250. Rồi rồi, để em lấy tiền gì đây. Em gửi tiền này. Đấy, đi còn thử hơn 200.000 thì mình sẽ đi mua thức ăn ở ngoài nhá. Mua ít thịt lợn với trứng vào cho ông. Đấy, qua đây cũng xin cảm ơn anh Cường nhá. Nó quan tâm đến ông Báo. Đây gửi tiền thừa ấy. Rồi, em xin. Rồi. Em đi đây. Dạ. À, đợi cháu một tí. Hết bao tiền gì? Em hết 200 tròn. 200 tròn à? Đấy bảo 201 mà. 201 nhưng mà thôi. À, em bảo lấy có 200 đây. Lấy tròn 200 đúng không? Ừ, 200 rồi, đây, rồi. Lấy 200 tròn. Rồi. Chị cho em xin cái túi nhá. Đi đường cho nó đảm bảo chứ. Không nó lại rơi. Lúc nào cũng điệu đầy, lúc nào cũng thích thì tên lên tivi. Đấy, chị có lúc thích lên tivi không? Chị không thích. Chị không thích thì thôi. Không thích. Nay nay là mua thịt, nay là con đi à? Mai chúng mới đi đấy à? Đâu bà ơi? Cá khô. Cá khô, cá lục. Cá lục nè. 60.000 một cân à? Thế lấy cho cháu 50.000 thôi. Không thì lấy 60.000 cũng được. Một cân được, tròn một cân đi. Cho nó ấm. Vâng. Cá này mới để được. Mua lên cho ông cụ là ông cụ không có tủ lạnh đấy. Đấy, nên phải mua cái cá này, mua cá tươi thì ông không ấy được. Ông bảo ông là bây giờ chỉ mua thịt thôi. Là trong ấy thì cứ để vâng. Để khô là được đúng không? Để khô buộc chặt cái này để gắt bếp cũng được mà. Vâng. Một cân nữa. Vừa đi học về à? Sao toát hết mồ hôi này, đi bộ à? À, đeo khẩu trang đàng hoàng đấy nhờ. Đây chú cho kẹo này. Vừa đang đi lên ông Báo thì gặp thằng Cò này đi học về. Đi bộ đi học có xa không? Ở trường Thuận Hòa kia. À trường Thuận Hòa. Đây chú cho hai cái kẹo này. Ừ, cầm nhá. Thôi đi về đi. Có đi cùng chú không? Đi đang ngồi lên đây. Đây đứng lên đây được mà. Chú cũng lên đây mà. Thế đi bộ được có gì? Đấy.
đi bộ học toát hết mồ hôi. Thế đi đi, đi trước chú đi nhá. Ừ. Đấy, trẻ con vùng cao đi học, đi bộ từ ngoài kia vào. Chắc phải gần khoảng độ 3-4 cây. Còn đi toàn đi lên dốc nhá. Đi đường gặp, thế là định cho thằng cu kia đi nhờ nhưng mà nó không đi. Lấy cho nó hai cái kẹo, đi bộ tiếp à. Làm gì trên kia đấy kia? Hả? Nghịch đất à? Ra đây chú bảo nhanh. Chú cho kẹo này. Ra đây. Xuống đây, nhanh. Không nghịch chân đấy đâu, thì ngã xuống dưới đây là lồn cổ xuống đây là xong đấy. Đây, xuống đây, chú cho kẹo. Đấy, đang đi vào nhà ông cụ thì gặp trẻ con đang ngồi chơi ở trên đống đất này. Đấy, trèo lên hết cái tả ly này. Đấy, cho nhá. Ừ, chia nhau nhá. Chia nhau muốn một cái. Đây, một cái rồi, một cái rồi. Đấy, chia nhau, chia nhau, chia nhau. Đây. Không biết là ông cụ có ở nhà không? Đấy, chia nhau. Ừ. Đâu, còn ai chưa được nào? Ừ. Đấy, chia chia, đấy, biết lấy chia nhau nhá. Đâu, còn ai nữa? À, đây. Ừ. Thôi nhá, đi lên chơi tiếp đi. Nhưng mà chơi ở dưới này thôi, không trèo lên trên kia đâu nhá. Ừ, ừ, nhá. Cái này tí còn này để chia cho bạn khác nhá. Ừ. Buổi trưa rồi, đi về nhà ngủ đi nhá. Trẻ con trên này rất là ngoan. À đây, hôm nay lên là hôm nay là xin chào nó, chào trưởng thôn. Hôm nay lên là mình gọi trưởng thôn ra nhé, để phiên dịch, không gọi lần lên là không có ai phiên dịch cho. Đây kẹo này, đây. Đây con của trưởng thôn này. Đây chú cho kẹo nhá. Nó tha. Phải nó tha không? Đấy, hôm nay lên là mua thịt lợn này, cá này, trưởng thôn cầm hộ vào cho ông một tí. Đây là hôm trước thì có anh Cường, anh ở Bình Dương là anh có gửi cho mình là 500.000 để mình mua thức ăn lên cho ông. Thì hôm nay mình có mua một cái xích nước này, một cái giá bát này để cho ông, đựng bát nhé, giấy inox nhé. Cầm hộ anh tí. Với cả mua thịt lợn này, cá khô lên cho ông. Mấy hôm nay ông không đi đâu nhỉ? Đấy, bây giờ đi vào trong nhà ông. Xin chào. Cứ giơ điện thoại lên là ông chụp ảnh. Đấy, trưởng thôn để cái đấy cho ông. Thì trưởng thôn đang hướng dẫn ông bảo là rửa bát xong úp vào đấy nhá. Để cho nó sạch. Không là ông cứ toàn để dưới đất này là bẩn lắm. Đấy, âm chén hôm trước mua lên cho ông này, ông để gọn vào đây rồi. Thì tí trưởng thôn hướng dẫn ông là cái phích nước này này. Là mỗi sáng ông cứ đun một ấm đầy này đi, xong là đổ nước vào đây. Để lúc nào ông cần uống thì ông chỉ cần bỏ ra ông đổ vào ấm chè ông uống thôi, chứ không phải là lúc nào ông muốn uống nước là ông đã phải đun. Đấy. Còn thịt cá này là bảo ông đừng cho ai nhá, bảo ông để ăn dần thôi. Bảo ông đừng cho ai. Lúc này là phi. Ông lại lấy đi cho ai. Thịt này tí thịt lợn này tí rang qua cho ông nhỉ. Tí rửa xong là thái rang qua cho ông. Còn cá này thì để thoải mái, để lên trên gác bếp. Lúc phi nào có xong rồi con thôi, ít phi đây là con lo đồ nó chạy. Ta xuống đây để chỉ con thôi mà, nó để xin lo luôn là chạy. À lúc cô trở giờ chú với chú cho này ít luôn nhỉ. Ừ. À con xin một lần rồi, thế là chỉ mua. Sáng nghe trưởng thôn cứ bảo ông là đun một ấm đầy xong là cho vào cái xích này đầy vào. Xong lúc nào muốn uống thì chỉ bỏ ra rót vào thôi. Không biết là ông có biết dùng không nhỉ? Ông bảo ông đi tìm chợ mua nhưng mà ông không tìm được. Ông biết dùng không?
Sao đó có thâu ý chế phụ lao đó nó chỉ có thể học ý không mà. Bảo ông đừng làm đủ nha, đủ lao vớ ở trong ấy. Chỉ mà mới ra cho mà. Ê nhau chỉ làm. Có chỉ sốc ở vớ, vớ tờ đó. Chỉ là không bớ rồi. Đấy, còn cái này là bảo ông rửa bát sạch trong úp lên trên này. Úp lên trên cao này cho nó. Có à. Ông bảo ông không rang lên đâu gì. Nó có cái độ cực cứng. À ông bảo thế à? Con cá kia thì để ông ăn dần nhá. Cá đấy mềm lắm. Lá xịn phát. So xanh. So xanh. Phát thấy rừng lưng liền. So xanh. Ông vui lắm. Hôm nay ông bị ho hay sao ấy? Hôm trước lên cũng thấy ông ho. Ông thế à, ông bảo là luộc lên gì? Thì tia ông luộc lên à? Ông thái miếng bằng này xong ông luộc lên. À. Luộc lên bảo ông cho một ít muối vào. Không sợ nó bị thiêu ấy. Phải có ít muối trắng. Cho vào. Nó khi mình chiên tàu để cho chả có hôn nó có hồng có tròn thế đó. Cho nó chỉ tàn lên chứ đó. Đêm ông có ngủ đây không nhỉ? Hay ông có ngủ ở giường này? Không, ông hay nằm ở chỗ này thôi. Chiếu của ông lại đi đâu rồi nhỉ? Sao chiếu của ông chiếu... mất suất nhỉ? Dạp xong, chiếu dạp xong cho ông thì được mấy ngày ông lại không thích, không biết ông Tháo đi đâu rồi. Ông Tháo đi à? Ừ, ông Tháo không biết đâu. Tháo đi. Đang ở trên tháng rồi, mày ấm ai biết nhỉ? Thế ông đấy không thích dùng chiếu hay sao ấy? Trưởng thôn hỏi ông là chiếu đi đâu? Có đầy lễ à? Chứ mày lễ mà. Đại thảo cũng có con nè. À. Có gì thật? Có lạp bỏ đôi lễ hứa. Ông rồi, con không biết. Cô lạp bỏ đôi lễ. Ông không biết à? Không biết đi đâu. Ai lạp bỏ đôi lễ. Ông có phải ai trộm đi của ông không? Lần trước lên thấy nó lại. Có, bây giờ có hạ hôm nay lên có, lại không có thấy. Có bộ bóng lên tường gà à? Chí bông. Không phải là áo đủ biết anh. Ông bảo không biết ai cầm gì. Chứ chỉ mù mà. Ông nhóc ở trên đầu chứ. Ông không biết là chiếu của ông để đâu rồi. Ông bảo chi bông rồi. Chi bông. Ừ, chi bông rồi. Chi bông à? Không biết đấy, ông bảo không biết. Không biết là chiếu mình. Đang em chỉ bỏ lên à. Bảo bát búa này bảo ông rửa cái nào sạch thì úp lên đây nhá. Thôi nhá. Cái đó trầu hóa có à. Nó có nó cho tao nó mà có muốn thì trả tiền du thì cho nó. Bảo ông sạch vào cái nào sạch thì úp lên. Cái nào bẩn thì cho vào chậu rửa. Cả ấm chén cũng thế. Ý kiểu có thể pi thế này, học đê thế này, ý kiểu hả? Bảo không sạch mai người ta không lấy cho đâu. Dọa ông thế là ông sợ. Con chỉnh số, con số, con số chỉ hú chả, ông không nói chỉ bú có, con nói chỉ bú có. Thảo thử là tôi con tương số mì đu lù hú xích xì mà nó chẳng hú bú lọ. Bảo ông cái gì cất gọn lắm, mà đừng cho người khác nghe bảo thế. Không người ta không lấy cho ông nữa đâu. Chắc là mua đồ lần thứa, có mua lần thứa là nó chỉ mua, nó chỉ mua có thảo. Cũng chỉ bú hú. Mua thế thì nhớ thì lại nhọ. Người chỉ cỏ đến ô mò được thì nọ. Do là lọ. Đấy, bà thức ăn này cũng thế. Một mình ông khách ăn thôi, không được lấy cho người khác đấy. Lá tôi chả chỉ ở phú đâu. Có mất phú lá chả lá chỉ phú, lá chỉ chỉ ngắt cổ. Ôi đi mà. Lại bắt tay. Ăn tay cũng ngài lỏ đấy rồi đi. Nha. Giờ chứ mua ái chi. Cầm cái chai rau rửa bát. Đây đây đây, ông để đây. Đây này. À. Bảo ông là cái này là rửa bát thôi nhá. Ông biết thôi, chắc ông biết thôi nhỉ. Ông biết rồi. Cho nó con xuống thì chỉ cho nó. Bảo ông rửa xong phải tráng bằng nước sạch vào bảo thế.
con muốn rùa tả con hỏi cho đẻ hú xếp xí cho lần rùa con luôn tí tả nó chỉ chứ chỉ móc lá rồi để cho con bao nè con nghe con rùa cũng nên phá. À cái gì đây? Bắp cải. Hôm nay ông lại ăn bắp cải, ông ăn toàn nguyên rau đây này. Trời ơi, ít mì nữa. Bắp cải xào mì. Ông cái này chắc để tối ông ăn à? Ông chắc sáng nay ông là xuống là không ăn hết rồi. Bắp cải xào mì. Một ngày ông ăn bữa. À đây. Bảo cò chia cho thằng cò này một cái kẹo mút nào, chia nhau. Chia nhau một cái. Đấy là chia cho trẻ con ở dưới này hơn chục đứa rồi. Cuốc à? Dạ, cuốc à. Đấy, chia nhau nhá. Đấy, bây giờ lại chia quả cam này cho một tí. Đấy, nó đều chứ. Cái gì cũng phải đồng đều nha. Ngô ông vẫn còn nhiều nhỉ, trưởng thôn nhỉ? Ngô thì đây này. Vẫn còn một lưng thùng này, một nửa. Hạt vẫn có đây. Máu gạo ông vẫn có nhỉ. Không phải hạt cho đâu hả? Cái lá mù tà lá cho sao có cái cây chắc mẻ mén của ông này. Buồn cái đó của có. Ờ. Mẻ mén của ông ăn chắc là ông biết là ông ăn cơm trưa chưa nhỉ? Ông chưa, chắc ông chưa ăn rồi. 9 giờ ông 9 giờ ông vừa mới ăn cơm rồi. Thế chắc tí ông ăn cái rau này thôi nhỉ. Ông thì được một ngày ăn bữa. Tối khoảng 8-9 giờ tối ông lại ăn. Ông ăn sáng muộn đấy đúng không? Ông ăn sáng muộn. Trong khoảng 8-9 giờ ông ăn. Xong chắc khoảng 4-5 giờ ông lại ăn tiếp. 4-5 giờ chiều ấy. Thế tí bảo ông là luộc cái thịt này lên nhỉ? Đúng gì à? Hay mình luộc lên cho ông luôn được không? Nhóm bếp luộc lên cho ông tí được không? À trưởng thôn ơi, hỏi nhờ tí. Cái nếu mà đường nước mà dẫn vào đây cho ông thì tầm khoảng mấy trăm mét dẫn vào đằng sau này này, xong mình sẽ láng đằng sau này cho ông dùng nước sinh hoạt ở đây đấy. Đấy khu này này đúng không, mình láng ra là được, bởi vì cái này là ông toàn để đồ linh tinh thôi. Trước là ông ngủ đây nhưng mà bây giờ ông không ngủ đây rồi, ông toàn để những đồ quần áo chăn màn linh tinh đây hết này. Trên này mái nó cũng chắc chắn rồi đúng không? Mái này chắc chắn rồi. Thì muốn dẫn nước vào đây cho ông sinh hoạt ở đây này. Tầm của 6-70 mét anh ạ. 6-70 mét thôi gì? À thế thì đơn giản thôi mà. Nối ở chỗ trường mầm non này ra à? Nhưng mà đấy là nguồn nước của ai hay là? Nguồn của hội trường mà. À hội trường à? Với lại cả mầm non tiểu học với lại của cả hội trường. Nhưng mà trích ra cho ông một tí được, có được. Có nghĩa mình lấy van khóa cho ông, lúc ông dùng thì ông mở van ra thôi, không cho nó chảy liên tục kia đâu. Có nhá. Được. 70 mét à? 70 mét. Cái loại ông đen kia mua chắc tầm khoảng độ 200-300 nghìn thôi nhỉ? Chắc cũng tầm thế thôi. Ờ rồi. Em cứ bố trí xem nếu mà được thì láng xuống ngoài này cho ông nhá. Xong là hôm nào, đấy láng ở đây này, cho nó dốc ra bên ngoài này. Đằng sau này có chỗ thoát nước thôi phải không? Có. Đằng sau chỗ này có cái đường dẫn nước xuống phải không? À có mương nước à? Ờ thì mình láng ở đây xong là dọn hết cái đồ này ra cho ông. Xong là cho ông dùng nước sinh hoạt rửa rau, rửa tắm rửa ở đây cũng được mà. Đây quá tiện luôn mà. Đây đúng không? Đây còn có một cái cửa riêng này. Đấy. Ờ thế để em xem nhưng mà có lấy được nguồn nước rồi gì? Chắc chắn rồi gì? Chắc chắn nước thì chắc chắn đấy. Ờ tầm khoảng 80 mét à? Ừ. Coi như chừng 100 mét đi đúng không? Tính cả đấy hơn đấy. Anh nghĩ phải đến 200 mét một cuộn đấy. Bởi vì mình đi đường vòng mình không phải đi thẳng. Đâu em bảo đâu nào? Em bảo nước ở đâu nào? Nếu mà tính sang đầu từ đâu? Từ đâu? Đầu này đây là rửa hết tầm khoảng 100 mét thì xuống, em bảo 70-80 kia là nếu mà vòng từ đây ra thì nó phải hơn 100. Thì anh mới bảo chắc khoảng 200 mét, không bao giờ kéo thẳng đường này thì mình phải đào đúng không? Nếu mà vòng bên kia, nếu mà vòng sang bên này vào thì nó lại mình không cần phải đào. Ờ thì mình là hơi xa tí. Mình không cần phải chôn mà. À đúng rồi, cái ống nước đen chỗ đoạn là nhà mầm non kia phải không? Vâng vâng. À rồi rồi, ok. Thế quá tiện nhỉ. Xong là mình chỉ việc đấu một cái khóa vòi ở đây cho ông thôi. Lúc nào ông dùng thì hướng dẫn ông xả vặn là được mà. Mình khóa cho bên kia làm cái tê, làm cái van cho ông ấy. Ừ. Khi nào ông dùng đến, khi nào ông dùng thì ông để vặn. Đấy, bởi vì là ông cũng hay
hay lấy cái xô này đúng không? Hay lấy cái xô đỏ này đi xách nước bên kia nhá. Xách ở bên trường mầm non về. Nên là cũng vất vả, thực ra ông cũng chả dùng bao nhiêu nước đâu mà. Chỉ là rửa bát này nọ cho nó. Rửa rau với lại tắm rửa đâu mà. Ờ đấy. Thì mình dẫn về cho ông thì ông sẽ tiện hơn. Rồi thế cái này mai anh khắc điện lại cho trưởng thôn nhá. Vâng. Xong là làm cho ông. Không lãng ở ngoài này cho ông. Cho nó đảm bảo tí. Cái nền lãng nền bê tông ở đây nữa. Xong là dọn hết cái đồ này của ông nhỉ. Toàn đồ linh tinh. Đồ này. Đồ. Toàn bao tải với túi bóng với cả. Nói chung là không biết là đồ gì nữa. Chai lọ, dép này. À còn có mấy đôi dép của ông để đây này. Đôi dép của ông. Ờ dép tổ ong này. 2-3 đôi này. Còn dép dép này, dép xanh xanh này là trước của cô Xuân Đới. Chăn của cô Xuân Đới này. Còn cái giường này là của anh Hiên ở Quảng Ninh nhá. Đấy, anh có gửi cho mình là 2 triệu. Đấy là mình có thuê xe, à nhờ xe chở vào đây ấy. Mượn xe. Đấy, bây giờ cho ông. Nhưng mà cái chiếu của ông là không biết là ông bảo không biết đi đâu. Thôi, hôm nào vào mua cho ông một cái khác. Xong là bảo ông không được ông phải để ý cái chiếu, ông mất chiếu 2 lần rồi. Có chỉ dự tờ lăng gà lê cho nó có chỉ dự sau trả lần từ bác hoặc khả mùa thứ hai này. Mua cái chiếu cho ông một chiếu nhựa 1m2 là thoải mái mà. Trước khi mua cái mất trước kia thì cái kia to tí có cái mà sau mua cái 1m2 vừa luôn. Lúc nào mua vào cho ông thì bảo ông là không được cho ai vào lấy, chắc là người ta lại vào lấy thôi. Hay là ông phơi ở ngoài người ta lấy đi không biết được. Già là có người say rượu nó vào ấy. Đôi lúc này nó ngủ xong nó đi. Bảo à, trưởng thôn bảo ông đi đâu thì buộc cửa ngoài vào như kiểu hôm trước ấy, buộc dây thép vào đằng ngoài. Có một từ nó có một nó không trong sáu đâu mà. Không là người ta trộm thịt đi. Chứ là đào trâu. Một ăn gì khi đó. Không là người ta trộm thịt đi đấy, bảo thế. Có chứ, chả có chính nó chơi bảo có tôi giả hát đây nó tôi nhiều lắm mùa. Cái này, cái cá này mà treo ở góc bếp để cho ông thì tốt nhỉ. Bảo ông làm thịt xong là cá này không có cái gì treo lên cho ông nhỉ? Hay là để gần bếp này cho nó không? Cho nó khô. Em thử nghiên cứu xem là để chỗ nào. Sợ có mèo không? Tối sợ, mèo lại tấn công. Sợ. Tối bảo ông đóng cửa ngoài này vào chắc được kín thì mèo không vào được. Kín thì mèo không vào được. Ờ, tối bảo ông đóng cửa vào không mèo ăn đấy. Mèo ăn cá. Mèo ăn cho ít bà nó, mang tôi có bữa cơm chỉ dù có hạt trong cá đó chả mì cho nó hết. Ông nào vào sẽ mua cho ông ít trứng này. Sợ mèo lại tấn công thì xong rồi. Mua ngay gì mà mì cho nó, chỉ dù có hạt trong cá đó. Để đến này xong treo lên đây thì đẹp nhỉ. Em này. Ông bảo là làm gì? Nên được đùa. Có nó kì à? Mà em chào chị. Cho ông ấy mà. Vâng, là lên thăm ông mua cho ông ít thức ăn rồi mà chị. Không biết được, chợ ông biết ông đang khoe cái gì ấy. Quần của ông. Chị trực ở đây à? Hả? Chị trực ở đây à? Ừ, chị sợ. Sợ tối có mèo than của ông. Mua lên cho ông ít thịt với ít cá. Cả mấy cái... Cái này là cái quần của ông hả Huỳnh? Cái quần thôi. Chuột cá nào? Chuột cá. Đang tính cái gì đây? Đang làm gì đây? Đang tính để làm cái móc. Treo cái cá khô kia lên cho ông nhỉ? Chị. À. Không sợ nó lại hỏng với lại mèo nó lấy đi. Tiếng cái đinh. Bây giờ có đinh bê tông nhỉ? Ở khu, ở đây không có cái đinh bê tông được mà. Đóng cái xong là treo lên là được. Nhà có mấy cái dày dày mà nhưng mà không ra gì. Ở khu này có nhà nào bán không nhỉ? Trong này. Cái đinh bên chị còn không? Cái chỗ, cái đinh không, cái này chỉ cần đinh 5 phân được mà. 5 phân hay 3 phân được mà. Xong rồi mình treo lên trong là được mà. Đó, cũng là biết. Xong rồi. Đấy, còn coi chưa vậy à? Về rồi, sang đây, sang đây.
hôm nào lên cầm mấy cái đinh, xong là mấy cái đinh đóng ở đây này nhỉ. Đấy, vừa tầm luôn. Ông có búa cả. Có cái nêm, nêm bổ củi của ông ấy. Thì á, luộc lên. Chị ạ, luộc sang cho ít muối vào. Chắc ông ăn mấy bữa cũng hết rồi mà. Còn sợ cái nhất cái cá kia mèo lấy đi của ông ấy, nên phải treo lên cho ông. Chắc chắn em bảo luộc cho ông bảo ông không luộc được cái gì. Thôi trưởng thôi, anh xin phép anh đi về đây nhá. Mù chê à, bắt tay trưởng thôn cả nhá, bảo ông là nếu mà bảo ông luộc nhá, xong là đi đâu rồi khóa cửa vào múa từ tay con nhân dấu mà không sao đâu đấy cả. Bà ông luộc thịt lên không tí nó hỏng đấy mà thế. Sao cũng cú lì cất cho nó tả có một cái trong cái hào hơi đấy chả chứ là chỉ trong đó. Chính ngay. Ông biết làm được thì tốt đấy. Khắc nấu ăn bình thường. Mù chê. Mù chê. Cho xanh nữa. Cho xanh rồi. Mới tôi lửa nóng đây liền gó tôi á. Tôi là chỉ tôi á. Thôi anh về nhá, trưởng thôn nhá. Ờ, về nhá, chào. Chào nhá. Đi về nhá. Vâng. Đây. Hôm nào mà có gì liên hệ cái về vấn đề đường nước cho ông thì anh gọi lại nhá. Vâng. Nhá. Thì dẫn cái vòi sang khóa và van nó cho ông là được mà. Đấy, thôi chắc mình cũng xin tạm dừng video tại đây nhá. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.